Một khi đã dấn thân vào bộ môn tranh tô màu số hóa thì không thể dừng lại được đâu mọi người ơi, phải đặt tiếp. Trong thời gian rảnh rỗi vừa rồi thì mình đã xong được một tranh. Tiếp theo thì mình tô một cái tranh kiểu bát phở ấy mọi người, kiểu đồ ăn á. Với những người chả biết gì về mỹ thuật như mình, nhưng mà nhờ cái tranh số hóa này tự dưng mình thấy kiểu yêu đời hơn ý. Vừa tận dụng được thời gian rảnh rỗi vừa luyện cơ tay mọi người ạ. Có cọ vẽ, màu đánh theo số, dụng cụ để mọi người gắn tranh trên tường ý. Trước khi tô thì chuẩn bị một cốc nước và giấy khô nha mọi người. Đấy, trông tập trung chưa? Một khi đã dấn thân vào thì không thoát ra được đâu mọi người ơi. Trông tự dưng tri thức hẳn lên, không lười biếng như mọi hôm nữa. Tuy nhiên là tô em này mọi người cần sự kiên nhẫn nha. Mới đầu thì kiểu tay hơi run run, tô hơi chệch choạc tí, nhưng mà dần dần thì sẽ quen. Đây là thành quả sau một tiếng cũng chưa ra hình thù gì, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Có ai hóng đợi kết quả không nè?